Tiếp theo là combo số 16 nha quý vị. Combo này có 10 cây sâm hương 250 bao phí ship. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước ha. Chuyển trước 100k thôi nha, mấy cái này nó nhỏ chứ nó dài dữ lắm rồi nha quý vị. 1,5 năm tuổi hết rồi đó nha. Trồng từ nhỏ tới lớn trong chậu nha, từ cái giót nhỏ xíu rồi qua giót 2 nha. Giót 2 qua giót 3 chứ không phải là trồng dưới đất được. Đất thì nó bự dữ lắm. Rồi số 3 nè ha. Cây số 4 siêu nhỏ luôn nè nè. Cây số 5 nè. Số 6 nè. Số 7 nè, lùng tiệt luôn nè ha. Số 8 cũng siêu lùng luôn nè. Siêu lùng luôn. Đó, 8 siêu lùng luôn. Số 9 nè. Lùng lùng không mà số 10 nè. Rồi 10 cây nha quý vị, 250 xuống luôn quý vị ơi.